Xin kính chào tất cả các cô bác anh chị. Thì hiện tại có rất là nhiều đơn vị đang giả mạo bác sĩ Minh để làm những việc không tốt, trong đó có cả việc là lôi kéo các cô bác anh chị đến những cái phòng khám mà không phải của bác sĩ Minh. Thì sáng nay bác sĩ Minh vừa nhận được một cái phản hồi của cô Sương Ngọc. Cái phản hồi nó như gì nè các cô bác anh chị, đó là bác có biết gan của bác bị nó chèn mất luôn không, giờ muốn cho bạn bè xem mà không tìm bác được. Ngay khi nhận được cái phản hồi này của cô thì lập tức bác sĩ Minh nhờ một bạn nhân viên gọi điện cho cô để hỏi tình trạng thực tế như thế nào. Và khi mà gọi điện cho cô thì nghe được những cái lời tâm sự của cô như thế nào, các quan chị. Cô mở ra để cô tìm bác sĩ Minh, cô chia sẻ cho bạn cô để nó đọc phải không? Hả? Mà cô mở lên cái hình bác sĩ lên cái nó tắt liền, cái nó vô liền vậy đó. Mấy lần như vậy tức là theo cô hiểu á, tự cô không có làm công nghệ nhưng mà cô hiểu là nó đã dùng cái trang của nó đè lên cái trang của bác sĩ Minh. Cho nên bây giờ không không có tìm bác ra được nữa, không biết bác bị biến đâu mất luôn rồi, không có cái trang quảng cáo của bác nữa về những cái về cách điều trị của bác nó mất tiêu hết luôn. À, và hiện tại là cô kiếm cái trang của bác để cho gửi cho bạn bè, chia sẻ cho bạn bè xem, nhưng mà khi mà Đúng đúng cô bấm vô trang của bác lại là có trang của hiện lên mà lại mất tiêu cái trang của đúng bác. đúng, không có trang của bác, hình như trang của bác nó nằm ở phía dưới của cái trang này hay sao á. Tự làm bác mình hiện lên cái mất tích liền, cái hiện ra À, dạ rồi, dạ rồi. đấy các cô bác anh chị thấy à, bây giờ có cả những việc như vậy luôn đó các cô bác anh chị. Thì thông qua cái lời chia sẻ của cô Sương Ngọc và những lời mà bác sĩ Minh nhận được cái phản hồi từ trực tiếp cô thông qua cái cuộc gọi điện thoại, thì bác sĩ Minh rất là mong tất cả các cô bác anh chị hãy giúp bác sĩ Minh, đó là chia sẻ cái video này đến thật nhiều người để mọi người biết được là đây mới thật sự là trang fanpage của bác sĩ Trần Minh. À, và bác sĩ Trần Minh chỉ làm duy nhất ở tại một đơn vị, đó là phòng khám đa khoa Big Nano Cell, địa chỉ là 163 D Nguyễn Văn Cừ, Nó Dài, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ. Và hiện tại bác sĩ Minh đang có ba kênh chính, đó là thứ nhất Facebook là bác sĩ Trần Minh, viết qua hết luôn nha các cô bác anh chị. Thứ hai đó là kênh về YouTube, đó là bác sĩ Trần Minh Official. Và thứ ba là kênh TikTok cũng là bác sĩ Trần Minh. Thì các cô bác anh chị nếu vào mà thấy bất cứ cái trang web nào mà không phải những cái tên này, hay những cái trang Facebook, TikTok hay YouTube mà không phải, thì đó đều là những trang giả mạo. Rất là mong một lần nữa các bạn chị giúp bác sĩ Minh chia sẻ cái video này để nhiều người đừng bị ảnh hưởng, đừng bị lừa và đừng bị những cái ảnh hưởng tới sức khỏe do cái việc mà chúng ta đi đến những cái đơn vị điều trị không đúng. Rất là cảm ơn các cô bác anh chị.